Hello, chào anh em đến kênh Follow Me. Hôm nay mình sẽ review một cái dòng ghè mình vừa sáng chế ra. Anh em chơi ghè thì sẽ mua mút cứng để làm dòng ghè. Còn mình ở nhà có nhiên liệu là tre và bạc quảng cáo. Mình sẽ làm một cái dòng ghè để tốn tiền nhất có thể. Bạc thì mình xin, tre thì anh em chặt vô. Và bây giờ mình sẽ làm. Mình đã làm được nửa phần rồi. Mình làm cho nãy giờ mình làm chắc cũng được 2 tiếng, khá là đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. Cho anh em xem. Anh em mà không muốn tốn tiền thì bỏ tí thời gian nữa là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đó. Đặc biệt là nhà có đất đai rộng thì kiểu này cũng ok hết. Rồi. Thì tiếp tục thi công thôi. Là mình sẽ dùng cái bấm này là bấm vào cái bạc và cái gỗ cái tre này rất là dễ dàng.